Tất cả các bạn thì trong cuộc sống này các bạn luôn luôn phải ra quyết định có hoặc không, yes hoặc no. Thì mỗi lần khi các bạn ra một sự việc gì đó thì việc câu trả lời có hoặc không nó sẽ ra những cái nhánh để đưa đến các bạn đến những cái địa điểm khác nhau. Cái nhánh này nó cứ lớn dần với việc mà các bạn đưa ra những quyết định khác nhau thì nó sẽ dẫn đến cho các bạn những kết quả khác nhau. Khi mà dẫn đến những cái kết quả khác nhau này thì nó lại dẫn đến những kết quả khác nhau nữa. Thì có nghĩa là bạn đang ở điểm A, bạn muốn đến một điểm B nào đó thì các bạn phải làm sao? Thì nếu như bạn nào ở đây mà hay chơi cái trò dò đường ở trong mê cung ấy, thì phương pháp chơi ở các trò dò đường ở trong mê cung thì các bạn không bao giờ dò từ điểm A để mà ra điểm B cả, mà chúng ta phải dò từ điểm B quay ngược lại thì sẽ ra điểm A. Thì vậy để muốn chiến thắng trong những cái web kiếm miễn phí hoặc là những cái web kiếm tiền online hoặc là như thế nào đấy, kể cả trong cuộc sống, thì các bạn cần phải biết cái mục tiêu của mình muốn đạt được là gì để mà các bạn ra những cái quyết định có hoặc không. Bởi vì có rất nhiều bạn hỏi là anh ơi, em có nên chơi web này hay không, web này có nên đầu tư vào hay không, web này có thế này thế kia, anh chơi những web như nào nhỉ. Đấy là chính thực ra mình thì mình chỉ hướng dẫn các bạn tự ra quyết định, chứ mình không thể quyết định thay các bạn được. Bởi vì mỗi lần một sự quyết định nào đó của các bạn nó sẽ dẫn đến những cái địa điểm khác nhau mà mình thì không thể nào mà đi cùng bạn được. Vì vậy nên khi ở điểm B này các bạn cần phải xác định rõ, đó là ví dụ bạn muốn một ngày bạn phải có thu nhập là 10 đô hay một ngày bạn thu nhập là 100 đô. Đấy là cái quyết định của bạn, hoặc là một tháng bao nhiêu đô, một ngày đều đặn bao nhiêu đô. Đấy là cái mục tiêu mà các bạn hướng đến. Và khi các bạn đã muốn cái mục tiêu này rồi thì chúng ta cần phải ra những cái quyết định là có hoặc không để chúng ta có thể đạt được đến cái mục tiêu. Chúng ta phải biết loại bỏ những cái không dẫn đến những cái mục tiêu của các bạn. Nghĩa là những cái gì mà nó không phù hợp với mục tiêu của các bạn. Những cái web, ví dụ như là nếu như bạn muốn kiếm doanh thu là một ngày bạn được 10 đô la ở trên những cái web SYIB, những web đầu tư, thì bạn phải loại bỏ toàn bộ những cái web kiếm miễn phí. Các bạn phải biết nói không với những web kiếm miễn phí. Các bạn nói không với những cái web mà nó không liên quan gì đến cái lĩnh vực mà bạn tấn công. Ví dụ như là ICO, token, hay là làm những cái web kiểu dạng, nói chung là nhiều web, thì các bạn phải biết nói không với tất cả những web đấy, mà chúng ta chỉ chơi ở những web đầu tư thế thôi. Và mục tiêu của chúng ta là 10 đô một tháng, thì chúng ta phải biết loại bỏ những web kia và chỉ chơi ở những cái web 10 đô một tháng mà thôi. Ok, thì đấy là việc ra quyết định cho các bạn. Nhưng nó còn một thêm một phần nữa, đó chính là chúng ta thì ở hiện tại trên việc kiếm tiền online ấy, thì thật sự là ở đây ấy, thì chúng ta sẽ chia ra là mình thấy sau một khoảng thời gian mình kiếm tiền thì mình thấy các bạn sẽ chia ra bốn kiểu người như sau. Kiểu thứ nhất đó là bất chấp hết tất cả, cứ có web là chơi, cứ có web đầu tư là họ chơi liên tục luôn, chơi. Có nghĩa là không quan tâm đến cái web đấy nó là bao nhiêu tiền, không quan tâm cái web đấy là lợi nhuận như thế nào, không quan tâm cái web đấy nó rủi ro ra sao, cứ có là chơi, là chơi. Bởi vì cái mục tiêu của họ rất lớn, cứ có là chơi. Thông thường thì những người như thế này ấy, thì thường là những người lãnh đạo, người rất dễ thành công. Đây là những người mà cực kỳ dễ thành công. Nếu như các bạn mà thuộc tip người thứ nhất này thì các bạn thể comment ở phần mô tả bên dưới nhé. Đây là người tip người cực kỳ dễ thành công trong những cái web này, nhưng cũng không bao giờ có thể giữ được thành công. Có nghĩa là họ rất dễ thành công, họ có thể có rất là nhiều tiền, nhưng họ cũng có thể mất tiền một cách rất là nhanh, và họ gần như không thể giữ lại được cái thành công đấy. Và cá nhân mình thì mình đang nằm ở cái đây. Và gần như mình hiện tại là mình là người kiếm khá được nhiều, nhưng mà mình cũng không hề giữ được cái số tiền của mình có. Nhưng bản chất của mình thì mình cũng không hề muốn cái số tiền đấy nó được giữ lại đâu. Thì nó là thuộc về tip người này. Tip người thứ hai là có và không suy xét
hoặc là những cái tip người mà nếu như mà nó ví dụ như là kiểu như là cái web này, ví dụ cái web này đầu tư ít thì họ chơi đấy, ít thì chơi, còn nếu mà đầu tư nhiều quá thì không chơi, hoặc là nếu như cái web này dài ngày quá thì không chơi, web này ngắn ngày quá cũng không chơi, web này mà nó lãi ít quá cũng không chơi. Nói chung là họ cần một cái điều gì đó toàn mỹ của họ phù hợp với họ hơn. Ví dụ như là web này phải vừa lãi nhiều này, vừa phải ngắn ngày này, thu hồi vốn thật nhanh, chơi. Chỉ chơi ở những cái web huyền thoại mà mình giới thiệu thì chơi. Hoặc chỉ chơi ở những web dài ngày thì chơi. Hoặc là chỉ chơi ở những cái web mà nó ra liên tục theo chết theo giờ thì chơi. Còn những cái web kia thì không chơi. Thì thông thường thì người này gọi ta làm theo kinh nghiệm và cảm tính của người ta hơn. Thì mấy cái thằng này nó giống như mấy cái thằng cutie cutie mà nó hay chơi game với mình ấy, thằng này nó hay hay chơi với cái cảm tính này, thằng này suy xét nhiều quá, đâm ra khi mà nó nhiều khi những cái pha mà nó suy xét ấy, thì nó lại hay giấu giếm, đâm ra khi mà nó sợ cái quyết định của nó là sai, vì vì nó sợ quyết định nó của nó là sai, đâm ra nó sợ người khác cười chê nó, bởi vì nó lúc nào nó cũng suy xét mà đúng không, lúc nào nó cũng suy xét, đâm ra sợ quyết định của nó là sai. Ví dụ thằng nhóm này lúc nào quyết định của nó cũng cũng là quyết định tiến lên rồi, nó một cái quyết định rồi, đâm ra dù có sai đi chăng nữa thì cũng là cái quyết định của nó, để đằng sai thì nó vẫn đi mà không sai thì nó vẫn đi, thì thành thử ra là nó không có gì sợ người đời, nó suy xét nó cả, không sợ một người đời nào là nói gì nó cả, nó kệ thôi, cứ thế là lao, vì ông nói gì tôi vẫn lao cơ mà, ông nói gì tôi vẫn lao. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì nó sợ người đời suy xét, sợ người đời nói thế này nói thế kia, nó sợ đủ thứ thế này, nó thành thử ra nó có cái tâm lý riêng của nó. Ok, thì nhóm tiếp theo, nhóm này thì không chơi một cái gì cả có nghĩa là họ không chơi, miễn phí cũng không chơi, bỏ tiền cũng không chơi, hoặc là chỉ chơi miễn phí, chỉ chơi miễn phí, hoặc là chỉ đầu tư thôi, chỉ đầu tư, hoặc là không chơi miễn phí. Nói chung là nhóm thuộc loại không chơi cái gì cả. Mà nhóm một khi mà nó thuộc loại nhóm không chơi gì cả thì là nhóm không có gì cả. Thế thành thử ra là không có gì để mà nói cả, đúng không? Nhóm này là nhóm không chơi gì cả. Chúng ta sẽ có nhóm tiếp theo nữa. Đó chính là cái nhóm Azure. Thế ai chơi cái gì thì mình chơi. Ai chơi cái gì thì mình chơi theo. Ai chơi gì thì mình chơi theo. Ví dụ như là bảo anh ơi anh mua cái laptop này bao nhiêu tiền, em cũng mua hệt con như vậy. Anh ơi anh mua cái máy ảnh này bao tiền, sao đang quay video bằng cái máy ảnh gì, em mua hệt như vậy. Nếu như anh ơi anh đang dùng cái máy tính bộ cây như thế nào, em mua hệt bộ cây như vậy. Anh ơi anh đang chơi cái website nào, em chơi hệt cái website đấy. Anh ơi anh đang đào coin trên web nào, em chơi hệt cái đào hệt ở web đấy. Anh ơi anh đang kiếm tiền miễn phí ở web nào, em chơi hệt web đấy. Anh ơi cái web nào đầu tư ngon, em đầu tư ở với web đấy. Đấy, nhóm này là nhóm Azure. Thì thông thường ấy, các bạn có thể nhìn thấy những cái nhóm này là những nhóm thành công nhất. Thế các bạn có thể nhìn thấy nhóm này thành công nhất đâu. Thì cái nhóm này nha, thấy là người ta mua mảnh đất ở chỗ này, chơi, mua luôn, thấy người ta thật đúng người ta mua mảnh đất đấy thì lao ra mua mảnh đất đấy. Thấy hôm nay người ta mua cái mã cổ phiếu này đông, lao vào mua mã cổ phiếu này. Thấy hôm nay người ta đầu tư ở web này nhiều, lao vào đầu tư ở web này. Thì thông thường thì những cái web đấy, nó những cái thứ đấy họ thường hay thành công. Thực sự là nếu mà cái phần phần số thành công đấy, các bạn có thể để ý nhìn thấy cái thằng Azure nó gần như là nó thành công, cái tỷ lệ thành công lại rất là cao, mình nhìn thấy, thấy một điều là như vậy. Bởi vì thực ra nó có cái hội tụ đó chính là nó vẫn làm, nhưng mà nó lại nó vẫn làm, nhưng mà nó lại để cho người khác suy xét chứ nó không suy xét. Thì thực ra cái đội này thì cũng có dễ thành công, nhưng mà đội này thuộc lại Azure và không thì nó cũng vẫn có điểm yếu, đó chính là nếu như nó kiểu như cộng sinh vào người khác, nó không có tư duy của chính bản thân mình và không có cái gọi là cái tôi ở trong mình, thì thông thường thì những cái người này thì nó cái công việc của họ, những cái Azure của họ và những cái công việc của họ Azure vào đấy thì thường nó không phải là công việc chính của họ, nó chỉ là công việc phụ thôi, chơi được mà không chơi được đấy, kiểu kiểu dạng như vậy, thì nó cũng không 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 đem đến cho họ một cái thu nhập nó gọi là cố định, nhưng mà lúc nào cũng có thu nhập đấy, kiểu
Thì cái số lượng người này ở trong xã hội Việt Nam thì nó quá nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy là cực kỳ nhiều, không vấn đề gì cả. Đâm ra cái ngày hôm nay thì có một bạn, không phải một bạn đâu mà rất nhiều bạn đã từng hỏi mình về FutureNet. Các cái này thì FutureNet thì các bạn đều biết rồi. Thì về cá nhân mình, ở lần đầu tiên khi mình nhìn thấy FutureNet thì mình đã nhìn thấy những cái yếu điểm của nó. Đó là một dạng như mà các bạn đầu tư vào gói bao nhiêu tiền đúng không? Các bạn xem quảng cáo đúng không? Thì mình đã nhìn thấy rằng dạng đây là dạng 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 đầu các rất nhiều người họ bảo đây là đầu tư lâu dài và đầu tư tiềm năng rồi thế này thế kia rồi lãi suất thế này thế kia. Nhưng về cá nhân mình nhìn vào cái mô hình đấy thì mình biết rằng đó là không phải là một cái web tốt, và nó giống như kiểu là lấy tiền của người trả tiền trước trả à lấy tiền của người trả tiền tiền sau trả tiền cho nhà người trả tiền trước. Tất ra mình nhìn thấy cái mô hình đấy nó không quá lợi, nó không là mình nó đến một mình cảm giác là nó đến một cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ sập. Thì bây giờ nó là một cái ví dụ của cái việc đấy đấy. Thì sau sau những cái ngày mà nó như vậy thì đến cả cái nước cái chính quyền sở tại của cái web đấy sinh ra nó cũng không đánh giá cái web đấy đấy nó tốt, có nghĩa là chính quyền không chấp nhận cái website đấy, chính quyền ở sở tại cái web đấy sinh ra không chấp nhận website đấy. Thì cái chính quyền ở Việt Nam thì cũng đã thông báo là không chấp nhận website đấy rồi, thông báo lừa đảo thế này thì kia thì thôi không nói rồi, chính quyền thì không nói rồi, nhưng mà vấn đề là chính quyền của nơi sở tại nó cũng không công nhận cái website đấy. Thì mình cảm thấy vậy thì mình bảo là không, mình không đầu tư, cũng nghĩa là mình tự ra cái quyết định của mình là mình không đầu tư, không chơi vào cái web đấy, và mình có dựa vào cái cơ sở kiến thức của mình thì mình dựa vào đấy. Còn các bạn thì có quyền đầu tư mà, có ai nói gì đâu, các bạn có quyền, đó là quyền của các bạn. Mỗi người đều có quyền ra quyết định yes và no khác nhau, thì chúng ta sẽ đưa được đến những cái con đường khác nhau. Đâm ra chung quy ở cái clip này mình muốn gửi gắm đến cho các bạn là, thứ nhất đó chính là các bạn phải tự ra quyết định có lên chơi hay không lên chơi, có lên đầu tư hay không lên đầu tư ở một website nào đó thì bạn phải là người ra quyết định, mình chỉ là người hướng dẫn thôi, còn mọi thứ bạn phải tự ra quyết định và chịu trách nhiệm với những cái quyết định của bạn, vì chúng ta là người lớn rồi, chúng ta phải chịu trách nhiệm vì những gì chúng ta làm chứ không thể đổ lỗi cho người khác. Cái này thì mình đã từng nói cho các bạn nhiều rồi. Thêm nữa, bạn thuộc nhóm nào? Nhóm 1 là những người chơi bất chấp. Nhóm 2 là những người đắn đo khi ra quyết định. Hay nhóm 3 chả chơi cái gì cả. Hay là bạn là thuộc người nhóm 4 Azure, thấy gì hay thì mình chơi, thấy người ta đầu tư đông, đông thì mình chơi lao vào những cái thứ. Thì các bạn nhớ comment ở phần mô tả bên dưới để cùng nhau chúng ta cùng nhau tiếp tục trên con đường kiếm tiền online của chúng ta. Trên con đường này thì đương nhiên nó cũng giống như là cái mô hình mình vẽ cho các bạn ban đầu, nó luôn luôn có yes và no. Các bạn trở thành ai là do quyết định của các bạn. Thì muốn trở thành ai, đầu tiên các bạn phải biết được rằng mình muốn cái gì đã, có nghĩa là bạn phải tìm được cái điểm B của mình và hiểu được cái hình hài của cái điểm B đấy, mặc dù nó rất là mơ hồ, nhưng mà mơ hồ và không hề biết rõ ràng, nhưng mà bạn phải nắm được cái hình hài của nó về một nó nằm ở đâu, có nghĩa là mục tiêu 10 đô một tháng thì các bạn phải dò lại làm thế nào để đạt, mình đang ở chỗ nào, dò lại con đường đấy thì các bạn phải mục tiêu đấy, thì các bạn phải bất chấp tất cả những thứ nào mà đang cản đường các bạn thì các bạn sẽ ra quyết định lâu không. Ví dụ như ngày hôm nay bảo đầu tư vào chơi gái ở Trần Duy Hưng hay đầu tư vào web này, ví dụ như cùng 10 đô, 10 đô thì ở Trần Duy Hưng là 15 đô, 15 đô em này, 15 đô em Trần Duy Hưng hay 15 đô ở em website này, các bạn có quyền lựa chọn đúng không? Thì đương nhiên là quyền lựa chọn nó sẽ khác nhau, ví dụ như bạn đỡ bỏ 15 đô vào cho em ở Trần Duy Hưng thì bạn sẽ được cái gì thì bạn biết rồi đấy, đấy được cái cảm giác thế này thế kia. Còn được 15 đô này thì cũng có thể là bạn sẽ nhân nó lên là thêm tiền, hoặc cũng có thể là bạn mất 15 đô đấy, hoặc là cũng có thể mất ít hoặc mất nhiều, nó tùy đấy. Thì bạn cũng có kinh nghiệm, ở đâu thì cũng có cảm giác, thì mỗi cái nó sẽ đạt một cái kết quả khác nhau, thì các bạn sẽ phải là người lựa chọn cái việc đấy, chứ mình thì đánh giá thôi. Ví dụ như mình
chỉ nói là à nếu như bạn chơi gái ở Trần Duy Hưng thì nó sẽ được cái gì chẳng hạn, nếu bạn không chơi gái ở Trần Duy Hưng thì bạn sẽ được cái gì, chơi gái ở Cầu Giấy thì bạn sẽ được cái gì chẳng hạn. Đấy thì mình chỉ phân tích thôi, còn việc bạn chọn Cầu Giấy hay chọn Trần Duy Hưng, à cầu, Trần Duy Hưng với Cầu Giấy là một, bạn chọn ra bờ hồ Hoàn Kiếm hay lên phố cổ chơi, hay là bạn muốn vào Trần Duy Hưng chơi, đó là quyền của các bạn. Còn việc của tôi là chỉ đi review cái chỗ đấy thôi, chứ tôi không bao giờ tôi bảo à vào Trần Duy Hưng chơi đi cho nó sướng. Ôi Trần Duy Hưng sướng lắm, còn gái phố cổ gì, trời ơi xấu lắm đừng chơi, không bao giờ nói thế. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và nhớ share video này cho tất cả mọi người để mọi người cùng nhau kiếm tiền online và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp bước trên con đường này.